Hello, hello, xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, Béo xin mời cả nhà ăn sáng cùng với Béo nha. Sáng chú của Béo có xào một dĩa mì cho Béo nè. Có hai cây xúc xích và dưa leo nữa. Cho nên Béo nặng vô một miếng tương ớt đó cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà cùng thưởng thức cùng với Béo nha. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Cả nhà thấy không, mình đang chuẩn bị ăn nè cả nhà. Đó, mời cả nhà nha. Một, hai, ba. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Quá tuyệt vời luôn. Ngậm một miếng dưa leo nữa, quá ngon luôn. Bây giờ tới cây xúc xích nha cả nhà. Wow, cắn cái cho nó đã, quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Thật sự sáng mà có dĩa mì để ăn là ngon lắm các bạn. Thì phần trang trí thì Béo trang trí không có đẹp, Béo chỉ trang trí vui thôi cả nhà ơi. Trang trí cho coi được một tí thôi chứ Béo thì rất là dở trang trí luôn. Bây giờ chuẩn bị ăn đũa mì thứ hai cả nhà. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn thêm một khúc xúc xích nữa nha cả nhà. Xúc xích này là hồi nãy Béo hấp chứ Béo không có chiên. Nè, quá ngon luôn cả nhà ơi. Quá tuyệt vời.